Lý Á Bằng thua kiện, đối mặt với khoản nợ khổng lồ. Nam diễn viên Lý Á Bằng, sao Trung Quốc nổi tiếng châu Á với vai Lệnh Hổ Sung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, thua kiện bị tòa yêu cầu trả cho bên Nguyên 40 triệu nhân dân tệ, 142 tỷ đồng. Theo Sina, tại phiên xử ngày 17 tháng 3, tòa còn yêu cầu phía Lý Á Bằng trả thêm cho bên Nguyên, công ty Thái Hòa hơn 10 triệu nhân dân tệ, là lãi suất của 40 triệu nhân dân tệ tính từ năm 2015 đến nay. Cụ thể là phiên tòa tái thẩm vụ án tranh chấp kinh tế giữa Lý Á Bằng và đối tác làm ăn diễn ra tại Triều Dương, Bắc Kinh. Nguồn tin tiết lộ, thẩm phán gần như giữ nguyên bản án đã tuyên phạt trước đó với tài tử anh hùng Sa Điêu. Lý Á Bằng và anh trai Lý Á Vĩ bị phán bồi thường hơn 6,1 triệu USD kèm tiền lãi cho công ty Beijing Thae Unico Investment Co. Ltd. Các yêu cầu vô lý khác của nguyên đơn bị tòa án bác bỏ. Trước đó, công ty Thái Hòa tố cáo anh em Lý Á Bằng, Lý Á Nam, đại diện công ty Tuyết Sơn, vi phạm hợp đồng từ năm 2015. Theo đơn kiện, năm 2012, Thái Hòa đầu tư 60 triệu tệ vào công ty Tuyết Sơn, kinh doanh bất động sản ở Lệ Giang. Tuyết Sơn cam kết Thái Hòa nhận về không dưới 100 triệu tệ, đồng thời sau 3 năm, Thái Hòa nhận thêm 40 triệu tệ. Nhưng đến thời hạn, phía Tuyết Sơn không chi trả cho công ty Thái Hòa. Luật sư của công ty Thái Hòa cho biết, Lý Á Bằng cam kết nếu đầu tư thua lỗ, công ty của anh gánh toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, phía Lý Á Bằng nói công ty anh bị ép ký các thỏa thuận, nhưng anh không cung cấp được bằng chứng. Với phán quyết trên, Sina cho biết anh em nhà họ Lý sẽ phải chi trả khoản tiền lãi do vụ tranh chấp đã kéo dài gần 4 năm. Chưa kể, phía nam diễn viên còn phải gánh chịu toàn bộ chi phí kiện tụng trong suốt thời gian qua. Tổng số tiền bồi thường ước tính có thể lên tới hàng chục triệu USD. Sau phán quyết, đại diện của Lý Á Bằng cho hay vụ kiện chỉ là tranh chấp thương mại thông thường, đang được xét xử theo thủ tục tư pháp. Bản án sơ thẩm này không có hiệu lực, chúng tôi sẽ kháng cáo dựa trên các dữ kiện thu thập được trong quá trình xét xử. Dẫu vậy, Trang Ai Feng nhận định tài tử anh hùng Sa Điêu đang đối mặt với khoản nợ khổng lồ sau khi thua kiện. Con gái Lý Yên cũng bị ảnh hưởng, ngôi sao từng tuyên bố để lại 30% khối tài sản cho con, chung với Vương Phi, 70% còn lại làm từ thiện. Như vậy, gia sản kế thừa Lý Yên nhận được ít nhiều sẽ bị vơi đi sau vụ kiện của cha. Năm 2018, Lý Á Bằng và anh trai đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, công việc làm ăn không thuận lợi, đầu tư thua lỗ nghiêm trọng. Công ty Beijing Thae Unico Investment Co. Ltd. đã đệ đơn xin tòa án cưỡng chế nam diễn viên bồi thường số tiền còn nợ. Nam diễn viên bị đóng băng toàn bộ tài sản, bất động sản dưới danh nghĩa anh trai Lý Á Bằng cũng bị niêm phong. May mắn, anh không bị xếp vào danh sách nợ xấu và hạn chế chi tiêu. Trong khi phía Lý Á Bằng không tiết lộ thêm về chi tiết vụ kiện, cư dân mạng vẫn tỏ ra chê trách và cho rằng Lý Á Bằng ăn cơm mềm, từ ám chỉ việc đàn ông bám váy phụ nữ, phá hết tiền của mà vợ vất vả làm ra. Lý Á Bằng không thích hợp kinh doanh, tại sao không tập trung đóng phim đi nhỉ? Hỏi vai Phạm Băng Băng ấy, nợ 800 triệu Phạm gia còn trả được cơ mà. Trong khi Vương Phi đi tour thì Lý Á Bằng không chịu đóng phim mà lại lấy tiền đi đầu tư. Hễ đầu tư ở đâu thì thua lỗ ở đấy. Cũng chỉ là một người đàn ông ăn cơm mềm mà thôi. Quả là không được so với Tạ Đình Phong, người lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn kinh doanh rất thành công. Nhiều người cho rằng đây là một trong những lý do Vương Phi ly hôn Lý Á Bằng và sau này đến với Tạ Đình Phong. Lý Á Bằng là một trong những diễn viên thực lực được yêu thích ở Trung Quốc. Anh nổi tiếng với vai chính trong hai bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là Lệnh Hồ Sung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 2001 và Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu năm 2003. Cứ ngỡ nam tài tử sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nàng thiên hậu làng nhạc Vương Phi, nhưng chỉ sau vài năm, cặp vợ chồng này đã đường ai nấy đi. Vương Phi lựa chọn quay lại với tình cũ Tạ Đình Phong và Lý Á Bằng thì một mình gà trống nuôi con, chăm sóc cô con gái bị hở hàm ếch bẩm sinh Lý Yên, rời khỏi giới giải trí và chuyên tâm vào sự nghiệp từ thiện và kinh doanh. Năm 2014, anh rút khỏi showbiz, phát triển sự nghiệp kinh doanh và hoạt động từ thiện. Theo Sina, dù rất cố gắng tích lũy kinh nghiệm, công việc làm ăn của tài tử nhiều năm qua không mấy khả quan, bại nhiều hơn thành, do phải bù lỗ và trả nợ, khối tài sản của anh đã hao hụt khá nhiều.